đích thân anh tao sẽ cho chúng mày một bài học anh nhở. À thế à, mày sợ không mày? Tao lại sợ chúng mày quá cơ. À còn chuẩn này, giờ chúng mày chọn cái chết à? Lật. Sao mày không đến? Em tưởng là anh solo chúng nó. Solo thế nào? Mày thằng ngai con, chết đi! Chúng mày sai rồi. Ở đây chỉ có một thằng nhãi ranh thôi. Đây là con nhãi ranh. Sao quần tính mấy nhà đây thôi? Sướng nghe. Chó. Nó đánh tao như anh đó. Nó đánh như tao phải phản giá lại đi. Mà anh có đánh được nó cái nào đâu. Nhẹ này thôi. Nhìn cái gì? Mắt thì như con cục trúc. Tha được chứ. Quay nữa. Đấy, em kệ anh ấy. Mày không hiểu tao. Mày con hàng xóm ấy. Đấy, anh ta nhận được đồng bằng với em. Sao lại có loại em gái như mày? Phép thuật thì giỏi giang, không dạy thằng anh cho nó giỏi một tí. Nguyệt. Em dạy cho anh để mà anh đi khóa làng hàng xóm à? Nhưng mà tớ với cả anh Trung á, bị bắt nạt xong bị đấm thông tím cái mặt này. Đấy, bị bắt nạt đúng không? Vâng. Bắt nạt cái gì? Có mà hai người tự đi gây chuyện thì có. Mình đi gây chuyện được không? Không ạ. Mua thử đánh mình nhỉ? Đấy, mình thấy chưa? Hai người tự bao che với nhau. Cái bọn nhiều quá đấy, không bao giờ đi gây chuyện trước cả. Thì nói tóm lại là mày không tin tao đúng không? Không. Đúng rồi, tin anh không? Không, tin anh để em bị thâm bốt cái mắt còn lại à? Đấy, mình xem. Cả lắm cũng không tin tao. Tao tao lại có con em như mày, tao chết còn hơn. Sao được phổi thế này? Ta thế á, tao lại đánh nhau với nó nữa. Anh ơi, cẩn thận, không thâm đốt mắt kia. Kệ, đi đâu thì đi. Ai ốt thì mà. Không biết anh Trung bị làm sao không nữa. Có làm sao tôi cũng kệ. Ờ, Diêu. Có chuyện gì thế nhở? Ra xem. Anh Chu, anh Chu. Anh Chu, trời ơi, anh Chu ơi. Anh có bị làm sao không? Đừng bỏ ra, đưa động người nào, đưa kẻ nào, đưa động người nào. Tao không có con em gái như mày. Mày sống làm gì? Đưa đánh cho tàn tật rồi. Con em gái này, nó nhìn thấy nó còn cười. Thôi, đứng dậy đi vào nhà đi. Không nằm ngoài này người ta cười rồi đấy. Còn chúng mày cười làm gì ngoài cười nào? Vừa nãy người ta nhìn tao thường này. Người ta còn cho tao 50 quý. Thế này, vào viện băng không mất tiền này. Bỏ đã, tao không bảo này. Hà Tiêu, cậu tìm cách giúp anh Trung đi. Chứ ngày nào anh Trung cũng bị đánh như này. Còn gì là người nữa? Đi anh cũng tội. Nhưng mà thôi em kệ. Cảm thấy mà dối. Cứ bỏ mặc anh Trung thật à? Mày nhớ người ta mày. Thôi vào nhà đi để em đưa anh vào nhà. Ngoài ra tao không cần. Thế thì anh nằm đấy một mình đi. Em đi vào nhà đây. Tao không ở cái nhà này nữa. Tao đi. Nè Hà Tiêu, cô định bỏ mặc anh Trung thật à? Chân tay anh ấy bị như thế không đi được xa đâu. Tí tự mò về bây giờ mà. Chán anh Trung thật. Tao điên luôn, tao không về cho mày xem. Được, tao cần cái nhà này nữa. Mày bỏ ra, mày không phải lưu kéo tao. Tao nhất quyết tao không về nhà cái nữa. Mày làm cách nào tao không về. Tao bỏ ra, tao không về là không về. Cái gì? Tao không về. Ủa? Tao không về. Nó thì tao thì tao sẽ giết chúng mày. Trong tay thì mèo quạt mắt thì còn múa một mắt với nhau. Tao tàn thì tao không về. Tao có sức, tao phải còn chiến đấu. May mà anh còn cái mồm để nói ấy. Thôi được rồi, cái bọn tiểu yêu này nó dám sỉ nhục anh.
em phải cho bọn nó biết tay. Đúng rồi đấy, cậu hãy cho bọn nó một trận đi để trả thù cho anh Trung. Không, tớ không trả thù cho anh Trung đâu, mà tớ chỉ dạy dỗ cho bọn nó vào bài học thôi. Đâu đâu, cậu ở lại đây với anh Trung nhá, tớ đi rồi về ngay. Cậu nhớ cẩn thận đấy nhá. Ừ. Thì ra là bọn tỉ ơi chúng mày. Tao đánh thì làm sao? Do anh mày trêu bọn tao nên bọn tao mới đánh chứ. Đúng không? Ừ. Đúng rồi. Mày mà trêu bọn tao còn đập cho phát. Mày cứ thật đấy. Hai con tỉ ơi chúng mày mạnh mồm nhờ. Mày, ai đấy? Mù cũng phải thấy mờ mờ chứ. Na cha kìa kìa. La cha thì sao? Sao mà sợ con dây con này làm gì? Nó đánh chết đấy. Hai đánh một không chung cũng quê. Nó không biết lượng sức. Có tao đây rồi, không sợ. Xuống lên. Mẹ con. Cả là chơi tin xong làm gì nữa. Anh Trung, anh Trung, Hà Tiêu. Được rồi, anh Trung thế nào rồi? Vẫn thế, bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Tao chưa chết được. Em trả thù cho anh rồi. Mấy cái tên tiểu yêu mà. Tao muốn trả thù à? Mày kệ tao, để đích thân tao đi trả thù. Đã yếu rồi lại còn ra gió. Cái mày đó. Thế bây giờ em muốn thế nào? Đúng rồi. Tao muốn có sư phụ. Sư phụ á? Tưởng gì đơn giản. Ngày mai em sẽ dẫn anh đi một nơi. Mày muốn á? Chắc tình trạng này không cần dẫn ra đâu nhỉ? Cần chứ. Mày thấy tao như mày mà chưa được khổ à? Anh á, còn phải khổ nữa. Phải. Ôi khỏe thế nhở? Khỏe. Thôi, nói tóm lại là mai mày dẫn tao đi tâm sự hợp đạo. Anh Trung cho em đi với. Cậu cho tớ đi với. Cả cậu nữa. Ừ, cả tớ nữa. Còn tùy thuộc vào thái độ của hai người đã. Tao là anh trai của mày đấy. Không nói nhiều. Chốt. Cứ biết thế đã. Biết này đi. Đi đâu rồi đi. Đi. Con quái vật kia, có đội đặc nhiệm thể bào của ta ở đây. Ngươi đừng hòng tắc qua tao quái. Mà kêu, để tớ. Cậu nghĩ cậu có làm được không? Để tớ. Thể bài, hãy cho ta sức mạnh. Tớ đã bảo rồi, cậu không làm được đâu. Thẻ bài, hãy cho tao sức mạnh. Nhi Nhi, cậu thấy chưa? Tớ đã bảo để tớ ra tay trước. Cậu ra tay trước, giờ nó chạy mất rồi thấy chưa? À, sao cậu lại nói tớ thế? Rõ ràng tớ đánh đầu tiên nó vẫn ở đấy. Sao cậu đánh xong nó mới chạy mà? Lần nào cũng thế, cậu cũng là người giành quyền đánh. Cậu nói thế mà nghe được à? Sức mạnh của tớ hơn cậu, tớ đánh trước là điều đương nhiên. Ai nói cậu giỏi hơn tớ? Có giỏi thì thách đấu với tớ này. Nếu cậu đã nói như thế thì tớ đã cho cậu biết sức mạnh của tớ. Được, tớ sẽ đấu với cậu. Tớ sẽ không thua cậu đâu. Tớ đã bảo rồi, cậu không chăm chỉ luyện tập thì mãi mãi sức mạnh của cậu không vượt tớ được đâu. Đúng rồi, cậu và anh cậu lúc nào cũng là người quan trọng nhất trong đội đặc nhiệm, còn tớ không là gì cả. Tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Cậu đem về cho đội trưởng đi. Tớ đi đây. Nhi Nhi.
mâu thuẫn rồi à? Vậy thì để ta cho thêm một chút tác động nữa, để bộ phim thêm kịch tính, thêm căng thẳng. Thế bài thay hình đổi ra. Chiếc áo này không còn quan trọng nữa. Thành áo. Ô, hai đứa này làm nhiệm vụ mãi chưa về nhỉ? Gì đấy? Sao? Anh nhìn em cái gì? Anh ý kiến gì? Em đang có chuyện buồn đấy. Ô, hay nhỉ? Chuyện buồn xong rồi mày hỗn với anh à? Mà này, sao lại cầm áo choàng của Nhi Nhi? Nhi đâu rồi? Anh đừng có mà nhắc đến Nhi Nhi nữa. Cậu ấy dối, giờ đội đặc nhiệm rồi. Bảo em mang áo trả về đội trưởng này. Cái gì? Giờ đội đặc nhiệm á? Nhưng mà anh nói cho em hai điều này. Thứ nhất ấy, tức ai thì tức, đừng bao giờ lấy cái tức về đây nói chuyện với anh, hiểu chưa? Mà thứ hai ấy, lý do vì sao mà Nhi Nhi bỏ đội đặc nhiệm, nói. Thì sức mạnh của Nhi Nhi ấy không đủ mạnh. Như lúc nào cậu ấy cũng đòi chiến đấu, xong làm cho yêu quái chạy thoát mấy lần rồi. Cái gì? Có mỗi thế thôi mà cũng cãi nhau á? Thế lúc đấy em nói như nào? Thì em bảo là sức mạnh của cậu không bao giờ hơn đó. Em nói như thế, thế Nhi chẳng tủi thân thì không à? Từ mai ấy, những câu như thế thì nó giảm nó tránh đi, để người ta không bị tủi thân. Nó nói như thế, ai mà chịu đựng được? Nhưng mà Nhi kém thật đó. Biết là kém, nhưng phải nửa đời mà nói chứ. Nói như thế ai chịu đựng được? Mà thôi, đi tìm Nhi về đây. Không xin lỗi Nhi, nếu không thì mình về đây nữa. Em không tìm. Không tìm ra đâu. Một. Em chả út. Ý, làm sao mà mặt buồn thế? Anh Thành, trong đội đăng nhiệm thẻ bài, anh thấy ai là giỏi nhất? Tất nhiên là em rồi. Trong tất cả các nhiệm vụ nếu mà không có em thì anh Thành. Anh Thành, anh nói thật hay anh đang đùa em đấy? Đương nhiên là anh nói thật rồi. Mà này, em chưa trả lời anh, làm sao mà em mặt buồn thế? Anh đừng nhắc nữa, anh nhắc làm em lại bực. Trong đội đăng nhiệm thẻ bài, lúc nào Hà Tiêu cũng là nhất, em chẳng là gì cả. Ê, hạt tiêu nó như vậy nó không được rồi. Anh thấy em là một phần không thể thiếu trong biệt đội thẻ bài đấy. Đúng rồi, em thấy anh nói rất đúng. Nhưng mà bây giờ em đang bực, thì biết làm gì hả anh? Bực à? Đi cho anh, anh dẫn em đi xả bực. Đi. Đi. Bực Nhi Nhi thật đấy. Nhưng mà anh Trung nói cũng đúng, mình hơi nặng lời với cậu ấy. Thôi, cứ đi tìm Nhi Nhi, cùng cậu ấy tập luyện. Nhi Nhi, em có thấy gì kia không? Đây là vệ tinh của đội đặc nhiệm mà. Em hoa mắt rồi, em thử giữ mắt xem. Hả? Đây là trụ vệ tinh của thiên đường khắc ám. Em chú dậy đi. Vâng. Em cảm thấy ổn hơn chưa? Em thấy ổn hơn rồi. Này, mà thôi, anh đi. Anh để không gian yên tĩnh cho em, để chú giận nha. Vâng. Nó Nhi Nhi cỡ đi cái đường nào đó. Nguy tơ rồi. Làm sao đấy anh Thành? Có chuyện gấp lắm rồi. Làm sao? Có chuyện gì anh phải nói em mới biết được chứ. Nhi Nhi đập phá tan lại cái trụ vệ tinh quả đuôi đang nhiễm. Anh Thành, anh nói cái gì cơ? Chuyện này anh không đùa em đấy chứ? Anh đùa em làm gì? Em mà không đánh anh Nhi Nhi phá nát luôn đấy. Có chuyện này hay sao? Bỏ cái khay rồi. Nhi Nhi, con làm con trò rồi mày. Tớ phải hỏi cậu mới đúng. Cậu đến đây làm gì? Tớ hỏi cậu, tại sao cậu lại phá hủy trụ vệ tinh của đội đặc nhiệm? Đội đặc nhiệm nào? Đây là vệ tinh của đội hắc ám. Cậu bị làm sao đấy? Đây là vệ tinh của đội đặc nhiệm mà. Nhi Nhi, cậu dừng lại ngay. Hà Tiêu, tớ đã làm gì cậu? Mà sao cậu lại đánh tớ? Tớ nói cho cậu biết, tớ đến đây là để xin lỗi cậu. Nhưng nhìn thấy những hành động này của cậu, tớ suy nghĩ lại rồi. Tớ sẽ làm cho cậu tỉnh ngộ.
tiêu. Vớ không đánh lại cậu, nhưng cậu cứ chờ đấy. Nhi Nhi, đúng là ngoan cố mà. Chuyện này mình không thể làm một mình được, phải có sự can thiệp của anh Trung. Tại sao Hà Tiêu lại đối xử với mình? Ngạc nhiên chưa? Làm sao mà buồn ấy? Anh Công, tại sao lúc nào em cũng phải thua Hà Tiêu vậy? Cái gì cơ? Em gái của anh mà phải thua à? Đúng vậy, sức mạnh của em làm gì bằng Hà Tiêu đâu. Làm coi thường em gái anh à? Anh sẽ dẫn em đi lấy nguồn sức mạnh. Sức mạnh nhá? Anh dẫn em đi đi, em không thể thua Hà Tiêu được. Đúng rồi, đi thôi. Sao? Có tìm Nhi về chưa? Anh làm gì thì làm, em hết cách rồi. Hết cách là sao? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Thì em cũng nghe lời anh đến để xin lỗi cậu ấy. Nhưng mà anh biết gì không? Em thấy cậu ấy đang phá trụ vệ tinh của đội đặc nhiệm, giờ lại bỏ đi rồi. Làm sao mà có chuyện đấy được. Thôi Hà Tiêu, em phải nghỉ ngơi đi, trở lại để anh lo. Liệu anh có làm được không? Thôi, cứ phải nghỉ ngơi đi. Rồi, thế anh thì cẩn thận nhá. Người định đi đâu? Mình phải dùng thẻ bài anh Công cho mình mới được. Thẻ bài, hãy cho ta sức mạnh. Thật là tuyệt. Mình đang cảm nhận có một luồng sức mạnh đang chảy trong người của mình. Để gặp anh Công mới được. Quay lại nhỉ? Tại sao Nhi Nhi lại có sức mạnh như vậy? Mà cảm giác sức mạnh này ác lắm. Anh Công ơi, thẻ bài anh cho em có sức mạnh thật tuyệt đấy. Với sức mạnh này, liệu em có thắng được Hà Tiêu không? Tất nhiên rồi. Với sức mạnh này làm sao mà thua Hà Tiêu được. Thế thì đi thách đấu Hà Tiêu đi. Vâng, em đi đây. Đi đi, đi đấu đá lẫn nhau đi. Lúc đấy ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Thì ra là bọn chúng. Thế bài, hãy cho ta sức mạnh. Hả? Trung Trung ơi, sao ngươi lại đến đây? Thì sao đến đây à? Ngươi làm gì chứ Nhi? Ê, đừng bắn, đừng bắn. Ta không làm gì hết, thật mà. Ngươi chưa chịu khai à? Khoan, ta khai. Nói à, thì ta thấy Hà Tiêu với Nhi mâu thuẫn, cho nên ta giả dạng thành Thành Gáo mà kích thêm mâu thuẫn một tí. Sau đấy chưa đủ, ta lại biến thành Công Lông Bông, rồi kích thêm mâu thuẫn lên một tầm cao nữa. Có gì to tát đâu. Như thế mà không to tát à? Đi theo ta. Thầy dịch chuyển. Nhi Nhi, cậu muốn thách đấu tớ thật chứ? Tất nhiên rồi. Tớ sẽ cho cậu biết cậu không phải là người mạnh nhất. Nhi Nhi, sức mạnh của cậu sao lại tăng như vậy chứ? Cậu sẽ phải hối hận khi nói tớ là kẻ yếu đuối. Anh Đứa, dừng ngay tay lại. Anh Trung. Cái gì Nhi Nhi? Em dám lừa mày anh á? Này, cái gì? Anh ơi, anh thả em đi đi. Anh đưa em đến đây làm gì? Tao cho mày nói à? Này, em đừng nghĩ em có tí sức mạnh mà em dám lừa anh nhá. Được rồi, lại anh sẽ thay mặt anh Công cho em bài học. Anh Trung, đúng rồi anh ạ. Nhi Nhi, đánh em ấy. Đấy em nữa, đứng ngay đấy. Hai đứa, lắng nghe này. Nói. Hai bạn ơi, thực ra mọi chuyện là do tôi. Tôi giả dạng thành Thành Ngáo, thành Công Lông Bông để tạo ra mâu thuẫn giữa hai người. Anh ơi, hai em được chưa anh? Hai gì? Được. Nghe hiểu chưa? Anh Trung, thả em ra. Anh Trung, thả em ra. Thả cái gì mà thả? Hả? Trong khi đó, hai đứa vẫn còn xích với nhau. Này,
đừng bao giờ đặt cái tôi của mình cao quá, hiểu chưa? Trên cái thế giới này sẽ có người yếu và kẻ mạnh, không ai là hoàn hảo cả. Hai đứa tự xin lỗi nhau đi. Này nhá, tí nữa anh mà già mà hai đứa còn mặt xịn với nhau như vậy nữa nhá thì liệu phần hồn với anh đấy. Hạt Tiêu ơi, cho tớ xin lỗi, tớ đã hiểu nhầm cậu. Thì tớ cũng xin lỗi cậu, tớ hơi nặng lời, nhưng mà tớ không cho cậu đánh trước, bởi vì tớ sợ cậu bị thương. Tớ biết rồi, thế bây giờ chúng mình làm hòa nhá. Ok. Dù sao chúng mình vẫn mãi là bạn. Đi về. Chủ nhân. Chủ nhân, có một tin cực kỳ tốt. Tin gì? Bọn Na Trà sau nhiều ngày mất tích đã quay trở lại rồi ạ. Thì sao? Chúng nó cầm về một thứ mà nó nghe trộm được là ngọn lửa của trời. Ngọn lửa của trời? Nghe cũng hay đấy. Mày mau đi trộm nó về đây cho ta. Tưởng gì, chứ ăn trộm là nghề của em rồi. Chủ nhân cứ tin tưởng em. Được, mày đi. Chào chủ nhân, em đi đây. Nếu như lấy được nó thì ta sẽ có thêm sức mạnh. Vậy nhỉ, sức mạnh. Thôi mà. Bọn Na Trà, chúng mày đi đâu? Người này thật trông như khỉ đột. Đúng rồi. Bọn mày mua cũng mày thấy mờ mờ ấy. Gặp lão tôn mà không trả. Thì ngỡ như ngươi mà làm tề thiên đại thánh á. Loại khỉ đột ý. Đúng rồi, thì có đến đâu chân hàng à? Các người hãy xem tao đây, không tin đúng không? Tin chưa? Cũng giống phép đấy. Nhưng mà hàng Fakia thì mãi mãi vẫn là hàng Fakia thôi. Vẫn là. Dù ngươi có là tề thiên đại thánh ấy thì đối với ta làm sao? Thật. Làm sao? Làm sao? Mình đến đây làm gì nhỉ? Không làm sao cả. Không làm sao thì tránh đường cho bọn ta đi. Đúng rồi, đi tránh ra. Đi. Từ từ đã. Làm sao? Giờ thì tao nhớ ra rồi. Tao đến đây để lấy ngọn lửa của trời. Sao ngươi biết? Ngọn lửa của trời không phải là thứ muốn lấy thì lấy. Đừng có nói nhiều nữa. Mau ra đây. Không thì đừng có chắc. Anh Trung, con tiểu tốt này, em nhường anh đấy. Mời đủ đã. Sao được yếu thế vậy? Chị không vậy? Này. Dạ. Thôi tao về với Chi với đâu ơi. Bọn mày tự đi tiếp nhá. Mày đi đi. Bye bye. Anh Trung ơi, chết rồi, không ngồi rồi. Sao? Một con tiểu tốt như thế này, biết mình đang cầm ngọn lửa của trời. Thế thì nguy hiểm lắm. Bây giờ mình phải mang ngọn lửa của trời cho Trương Vũ thôi. Này. Thằng Lâm Hại này, không làm được cái gì cả. Ta phải tìm cách khác thôi. Đến nhà rồi. Mệnh ta giao cho con đã thực hiện được chưa? Dạ rồi. Ôi sư phụ, ôi gặp ngài con mừng quá. May mà các con về kịp. Bây giờ các con hãy cùng ta đi tới vùng đất phía nam để giải cứu người dân ở đó. Tức là phải đi à? Anh có thể ở nhà đấy. Không được, nhưng mày có gì ăn. Được rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Sư phụ ơi. Đi rồi. Cái gì? Nào cũng ăn. Ta đến đây tìm ngươi có việc. Ngươi tìm ta có việc gì? Ta có một vụ làm ăn, muốn thương lượng với ngươi. Chắc chắn là ngươi có lợi. Ta có lợi á? Ngươi nói thử xem sao. Ta được biết Na Trà đang nắm giữ một ngọn lửa. Nó có thể khôi phục tất cả mọi thứ. Thế thì có liên quan gì tới ta? Đầu của ngươi chỉ dùng nén cỏ thôi sao? Nếu có được ngọn lửa đó thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu thức ăn hết. Nghe hợp lý phết nhỉ. Thế bây giờ chúng nó đang ở đâu? Bọn chúng đang ở mảnh đất phía nam. Người mau đến đây cướp ngọn lửa đi. Được. Nhưng mà này, ta có biết sử dụng ngọn lửa ở đâu mà cướp? Người cứ đi cướp đi, rồi ta sẽ chỉ cho người. Được.
Được rồi, các con ở đây canh chừng, để ta tắt sáng lấy ngọn lửa ở đây. Dạ. Làm gì mà căng thế? Ta đến đây mượn ngọn lửa một tí. Ngươi bị làm sao đấy? Ngọn lửa của trời, không phải muốn mượn là mượn. Này, anh Trung, bảo vệ sư phụ. Chú chuối, ta sắp kích hoạt ngọn lửa rồi. Con, em mau đi giúp Na Cha đi. Thế con người thì sao? Đừng mong ta. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Sư phụ thành công rồi. Sư phụ các người thì có gì mà to tát. Tiểu ma to gan. Lão già làm đánh hét ta. Mà chết đi. Sư phụ, các con làm tốt lắm. Trời, đi kiếm gì chơi đã. Vâng. Mọi người ơi, nhìn kìa. Nhìn bầu trời hôm nay lạ thế nhỉ. Này, các cậu có biết hôm nay có chuyện gì không? Không, bọn tôi có biết gì đâu. À Tiêu, đâu, đi về. Công Long Bông, Nhi, đi về. Anh Công, Nhi, anh Trung nhà em gọi rồi, bọn em phải đi về đây. Anh em là tớ cũng phải đi về đây. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp sau nhá. Bye bye. Lạ rồi rồi. Anh Trung. Anh Đức, vào đây. Anh gọi bọn em có việc gì ạ? Hôm nay anh có chuyện quan trọng hơn với hai đứa. Mà có việc gì? Anh gọi em về gấp thế ạ? Đúng rồi đấy. Bọn em đang chờ với Nhi với cả anh Công vui. Anh có bỏ hai đứa thế nào? Người của tổng lửa, con lúc chơi tổng băng. Sao lại thế ạ? Bộ tổng băng với bộ tổng lửa chơi với nhau thì có làm sao đâu ạ? Đúng rồi đấy, bọn em chơi với nhau ạ, vẫn bình thường, không có gì xảy ra ấy. Hai đứa đã còn cãi à? Cổ truyền, tổng băng và tổng lửa là kẻ thù cuộc đời trời chung, nhớ không? Nhưng mà đấy là ân oán của đời trước. Chứ còn đời này, bọn em chơi với nhau có làm sao đâu, đúng rồi đấy. Đã nói như thế rồi, hai đứa có nghe lời không? Nhưng mà... Vâng ạ. Mà anh gọi bọn em về đây có việc gì đấy ạ? Chúng ta sắp tới, anh sẽ trừ sức mạnh cho hai đứa. Sức mạnh? Sư huynh làm gì gắt thế? Anh bảo rồi, tộc băng và tộc lửa là kẻ thù hỗn độn như chung. Anh nói không nghe à? Nhưng mà bọn em vẫn thấy bình thường. Bọn em biết lỗi rồi ạ. Nhưng mà anh gọi bọn em về có việc gì không? Trái đất của chúng ta sắp gặp tai nạn rồi. Hôm nay anh sẽ giao sức mạnh cho các em. Sức mạnh anh? Nhưng mà anh ơi, em thấy hiện tại bây giờ sức mạnh của bọn em đã đủ rồi, không cần đến thêm sức mạnh ạ. Trời đất đang gặp nguy hiểm, các em cần sức mạnh. Trước hết cần đề bảo vệ bản thân, tiếp theo là bảo vệ trái đất. Vâng, chúng em cần sức mạnh. Anh Trung, bọn em cảm nhận được sức mạnh rồi.
Bây giờ bọn em phải làm gì ạ? Chúc mừng các em đã là chiến binh của tổng lửa. Bây giờ các em đến khu vực phía nam để tiêu diệt thế lực tà ác đi. Khu vực phía nam ạ? Vì bảo vệ trái đất này, bọn em quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hãy để chúng cẩn thận đấy. Mình nhớ một điều, không được chơi với trực băng. Để đi. Như lời anh nói, bọn em sẽ đến khu vực phía nam. Nói đi với anh. Hy vọng tụi em sẽ bình an vô sự. Anh công Nhi, con em quá này,
Thầy bắt em xử lý cho. Bọn em bị thương rồi. Được, chúng tệ vào hai đứa. Thế để bọn anh thử bắt xem nào. Đi. Mày làm nào bây giờ? Không ổn rồi. Mau gọi Duy đi. Anh đâu? Duy. Anh đâu? Mày cắt anh rồi người. Đang nguyên vậy rồi. Sao người đi lại cho ta? Người đi theo ta mới đúng. Người. Anh Trung! Sư Huy! Trung bọn em với, Sao có anh người nữa? Cái vật này là của ta! Của ta! Của ta! Sao? Sao? Thôi! Quan trọng bây giờ, là tiên sinh yêu quái anh kìa! Các anh cũng nói khác nhau nữa! Rồi, anh nhường người anh chứ! Dạ vậy! Tổng thống các người, quá yêu rồi! Xem ta đây! Tại sao sức mạnh của ta lại không đủ chứ? Đắp chỉ ta, người hơn chỉ ta. Anh Trung, theo em nghĩ, bọc vào lửa, nhớ cách riêng, không thể nắn được. Vậy sao mình không thử biết là bài đấy? Không được! Nếu bọn anh không chết được, thì để bọn em. Được, bọn ta lửa thôi. Tại sao bọn chúng lại có sức mạnh như vậy? Các anh thấy chưa? Đây là sức mạnh của tình đồng đội. Các anh hãy suy nghĩ lại đi. Chúng ta phải kết hợp lại để bảo vệ trái đất này. Hóa ra từ trước đến giờ chúng ta là sai lầm. Này, ngươi đồng ý kết hợp với bọn ta bảo vệ trái đất không? Nói xong, đừng lên mặt xấu. Đi đi.